Hey, cùng vẽ nào. Tốt, đi bên này. Con chào chú Builder. Chú chào con. Mọi việc ở công trường thế nào rồi chú? Đang rất tốt. Bây giờ con vẫn chưa thấy gì đâu, nhưng chúng ta sẽ sớm có một nhà ga tuyệt vời. Bọn con có thể giúp được gì cho chú không? Cảm ơn con, nhưng không sao. Bọn chú sẽ cố gắng hoàn thành trước giờ ăn trưa. Dạ, nếu chú cần gì cứ nói với tụi con nha chú. Chú biết rồi. Bọn con chào chú. Một, hai, ba. Nó không nhúc nhích. Bọn mình cần phải tìm một cách nào khác thôi. Về rồi đây. Chào các cậu. Chuyện sửa sang hàng rào hôm nay thế nào rồi? Bọn mình vẫn chưa làm được gì hết. Có chuyện gì vậy các cậu? Cậu thấy đó, bọn mình đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không di chuyển tảng đá này được. Cậu biết không, Pop có thể chuyển được, cậu ấy làm được dễ dàng thôi. Đúng, cũng may là trưa nay mọi việc ở công trường đã xong rồi. Cậu ấy sẽ có thời gian vào buổi chiều. Làm sao? Được rồi, các bạn đã làm rất tốt. Bây giờ nghỉ ngơi thôi. Bây giờ mình nên tiếp tục làm mấy việc và còn lại thôi. Nói lấy bóng đẹp quá. Bắt lấy đẹp thôi. Bốc. Quăng trái bóng lại đây. Sao vậy? Cậu không chơi bóng với tụi mình nữa hả Bốc? Ủa, sơn của mình đâu rồi? Nè, sao con lấy sơn đi mà không nói với chú vậy? Chú phải đi tìm khắp nơi đó. Chú Builder ơi. Chào mọi người. Chào. Gặp hai người ở đây tốt quá. Ai đã vẽ bức tranh này vậy? Là họa sĩ Port đây vẽ bằng sơn mà chú đang sơn nhà. Nhìn bức tranh này đúng là sống động thật, giống như đoàn tàu đang di chuyển vậy. Chú có thấy vậy không? Chú nghĩ bức tranh này vẽ rất đẹp. Mà Amber, con chạy tới đây làm cái gì? Con đến vì có chuyện cần nhờ Pop giúp. Công nhận cậu cũng đa tài thật đó. Mình đã nhìn thấy một bức tranh do chính Pop vẽ. Pop có thể vẽ tranh nữa sao? Có vẻ như không có gì mà Pop không làm được. Chờ đã, mình quay lại ngay. Có thứ này rất tuyệt vời, mình muốn tặng cho cậu. Quà tặng sao? Ta-da! Không phải màu vẽ của mình sao? Nó đó, cậu đã xin mình mua nó. Nhưng sau đó cậu lại nói không thích vì khó vẽ quá. Mình thật sự vẽ rất xấu mà. Được rồi, nếu cậu không từ chối thì mình sẽ tặng Phúc bộ màu vẽ này. Như vậy cũng hay, Phúc xứng đáng có bộ màu vẽ đó hơn mình. Có người vẽ khắp người anh rồi kìa. Cái gì chứ? Ai dám vẽ lên người mình vậy? Hút đang làm gì ở đây vậy ta? Cái gì đây? Ôi trời. Vậy là còn nhiều hình vẽ ở khắp thị trấn sao? Trên tường và đường, thậm chí trên người của Scooby cũng có. Nhưng cậu không nghĩ là những hình vẽ này thật sự rất đẹp hay sao? Cho dù là đẹp hay xấu thì cũng đã được vẽ nên mà không có sự cho phép của mình. Mình nghĩ là cậu nói đúng, nhưng mình không hiểu ai có thể làm được vậy chứ. Chính là Hook. Cậu nghĩ như thế nào Amber? Có vẻ tất cả đều do Bốc vẽ.
Còn nữa, Bosty đã thấy cậu ấy cầm hộp màu đi khắp nơi. Có lẽ chúng ta đã biết chắc ai làm chuyện này rồi. Mình không nên tặng cho cậu ấy hộp màu. Mình không nghĩ là cậu ấy đi vẽ khắp thị trấn như vậy. Đừng có lo, Jean. Mình tin là cậu ấy không cố ý. Đúng vậy. Trước hết chúng ta nên nói chuyện với chú Builder để chú ấy khuyên nhủ Pork đi. Chắc chắn là các con đã gặp không ít rắc rối chỉ vì Pork rồi. Được, được. Tất nhiên chú sẽ nói chuyện nhẹ nhàng với Pork chứ không tức giận đâu. Ừ. Sao lại vậy hả Pork? Pork, nhìn giống bọn mình thiệt á. Chú Builder, có biết con đã gây bao nhiêu rắc rối cho thị trấn về những bức vẽ này hay không? Chú sẽ lấy cái này. Từ bây giờ con không được vẽ cái gì nữa hết. Xin lỗi. Từ bây giờ con không được vẽ cái gì nữa hết. Mình đã quá tức giận với thằng bé rồi. Mình nên đem trả lại hộp màu rồi nói chuyện tử tế với nó thôi. Nhưng thằng bé đã bỏ đi rồi sao? Trời ơi! Pork! Tôi là Jean, đội cứu hộ đây. Jean, tình huống khẩn cấp. Có chuyện gì vậy chú Builder? Tình huống khẩn cấp. Pork đã được thông báo là mất tích. Hả? Đội cứu hộ hãy tới làm thiết bị ngay lập tức. Sẵn sàng. Được rồi, có chuyện gì vậy chú? Chú đã quá tức giận với Pork về chuyện mấy cái hình vẽ đó. Thằng bé để lại bức tranh này rồi biến đi đâu mất. Chú thật sự không nên quá tức giận vậy. Nếu như có chuyện xấu xảy ra cho thằng bé giữa đêm hôm như vậy thì... Chú đừng lo, không có chuyện gì đâu. Bully, hả? Kiểm tra đi, có một ít màu ở đây. Ở đây cũng có nữa nè. Nếu chúng ta đi theo vết màu này, có lẽ sẽ dẫn chúng ta tới chỗ của Pork. Con nghĩ là sẽ tìm được Pork thôi. Chú đừng lo, cứ chờ ở đây đi. Được rồi. Ở đằng này. Đi thôi. Bà lên. Lối đây. Pork. Mình không thấy dấu màu ở đâu nữa hết. Hả? Các cậu nghe thấy không? Là ở đây. Cậu có sao không? Hả? Nhanh lên nào. Bây giờ cậu an toàn rồi, đừng lo nữa.
mọi người đều rất lo lắng bởi vì đột nhiên cậu lại biến mất đó. Ừ, về nhà thôi. Cậu đang lo là mọi người sẽ không cho cậu trẻ nữa có đúng hay không? Thôi, không phải là chú Builder không thích cho cậu vẽ đâu. Chú ấy chỉ lo cậu sẽ gây rắc rối cho các bạn ở trong thị trấn thôi, cậu hiểu không? Ừ, chú Builder thấy rất có lỗi vì đã lấy hộp màu của cậu. Phải đó, mọi người nói đúng. Phốt nè, cậu không cần phải lo về chuyện cậu sẽ không được vẽ nữa đâu. Đúng vậy. Vẽ tranh lên tường khu công trường là một ý tưởng tuyệt vời. Chú tuyệt vời quá chú Builder. Không chỉ vậy, cuối cùng chú đã nhận ra Pot tài năng như thế nào và thằng bé thích vẽ ra sao. Chú thật sự xin lỗi Pot. Chú cũng muốn cảm ơn con về những bức vẽ đáng kinh ngạc này. Bây giờ mình thật sự rất muốn làm họa sĩ rồi đó. Nè Pot, đưa mình cỏ vẽ đi. Mình muốn đi biển. Được rồi, một lần nữa, khi các em gặp phải sự cố trên biển thì quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh và nhớ kỹ áo phao mà các em đang mặc trên người được thiết kế để nổi lên trên mặt nước nếu chẳng may bị rơi xuống nước. Dạ biết. Anh Molly, anh nói lại câu cái còi đi. À, trong trường hợp em bị rơi xuống nước, em phải thổi nó lên để mọi người biết em ở đâu. Thổi thử đi. Mọi người thực hành rất là tốt. Anh nghĩ đã tới lúc cùng đi khám phá đại dương rồi đó. Sẵn sàng chưa Marin? Xuất phát thôi. Mấy đứa sẵn sàng chưa? Em, chắc là em đợi lần sau. Tự nhiên em thấy sợ quá. Em cũng vậy. Sẵn sàng rồi. Em muốn đi liền bây giờ. Tốt, vậy hôm nay Rudy sẽ đi trước. Dạ được. Wow, Nadin, Hayley, mông biển kìa. Chào bạn mông biển. Không vừa chút nào hết trơn. Cái gì mới lướt qua vậy? Bạn cá heo Minh Minh của anh đó. Minh Minh, cậu muốn chào hỏi Rudy không? Minh Minh làm quen với em đó. Chào cậu Minh Minh. Dễ thương gì đâu quá. Ý, em thích biển quá anh Hayley à. Vậy hả? Nè, em quay đầu lại nhìn hướng dẫn đi. Wow, có đất ở trên mặt nước kìa. Cái đó gọi là đảo. Em biết không, trên đảo có những thứ thú vị mà chúng ta chưa được thấy bao giờ. Em muốn tới đó quá à. Em cũng muốn được đi thám hiểm đây đó, giống như mấy anh vậy đó. Chờ thêm một thời gian nữa, em vẫn còn quá nhỏ để đi thám hiểm. Phải, chúng ta đã đi được một vòng rồi, bây giờ quay trở lại thôi. Sao vậy anh, em muốn được đi xa hơn nữa. Lần sau chúng ta sẽ đi tiếp. Cậu nhìn thấy ở giữa biển có mấy hòn đảo đẹp lung linh cho công chúa sống hả? Chính xác luôn. Mấy anh ấy còn nói có nhiều điều thú vị chúng ta chưa thấy bao giờ. Phải chi mình được đi xa hơn thì tốt biết mấy. Tiếc ghê. Lên trên giữa biển mà cậu không thấy sợ chút nào sao hả? Không sợ chút nào. Mình còn tưởng tượng gặp phải bão tố trên biển, chiến đấu với quái vật biển, đánh bại bọn cướp biển để tìm ra kho báu. Không vui sao? Mình không thích đi thám hiểm, mình muốn mau chóng về nhà thôi. Mình cũng vậy. Nhưng đi thám hiểm cũng vui lắm mà. Mình muốn đi xem thử coi ở ngoài biển có gì. Sáng mai Marin sẽ ra thôi. Có thể mình sẽ có được một chuyến thám hiểm. Nè Rudy, cậu không về nhà sao? Được rồi. Mau lên đi, về thôi. Đợi chút. Rudy thích thú tới vậy sao? Nói thích thôi thì chắc cũng chưa đủ. Nếu được chắc Rudy còn đi xa hơn nữa. Chắc Rudy vẫn còn tò mò lắm. Và không hề sợ hãi. Lần đầu tiên đi thuyền mà không sợ một chút nào hết. Wow, nhờ có Marin mà việc huấn luyện kỹ năng an toàn trên biển trở nên thú vị tới vậy. Đúng vậy, nhưng mà chừng nào Marin đi vậy? Sáng mai là cậu ấy đi rồi. Hả?
sao để theo Marin mà không bị phát hiện đây ta? Lifty, bỏ cái thùng này lên cho Marin đi. Còn những cái khác thì bỏ qua bên kia là được rồi. Dạ, đúng, mình có cách rồi. Lifty, cậu bỏ cái thùng này lên cho Marin giùm mình được không? Để đó đi, bỏ lên cái CC xong, mình sẽ bỏ lên cho. Cảm ơn, cậu thật tốt bụng. Vậy lần này cậu đi xa lắm hả Marin? Ừ, hình như là thời tiết không được tốt cho lắm. Phải, thời tiết mà xấu đi không biết làm sao nữa. Mà thời tiết ở trên biển cũng không đoán được. Xong rồi, CC. Cảm ơn. Bây giờ tới phiên Marin. Hả? Xong rồi Marin. Cảm ơn Letty, bữa nào gặp nha, mình đi đây. Tạm biệt Marin. Mình làm được rồi. Yes, cuộc phiêu lưu bắt đầu. Thời tiết không được ổn cho lắm, tốt nhất là mình phải mau chóng rời khỏi chỗ này thôi. Không nhìn thấy thị trấn nữa rồi. Anh ấy đi xa rồi, không thể nào chở mình về được. Hả? Có chuyện gì vậy? Khỏe quá. Ai trên đó hả? Em nè Marin, bất ngờ chưa? Hả? Em làm cái gì ở đây vậy? Em muốn đi xuyên qua biển đang trốn trong thùng hàng. Em đi với anh được không? Không có được đi. Bóng tạ của anh không có đủ an toàn. Thôi mà anh đi, cho em đi chung với anh đi. Cũng không được luôn, anh phải quay trở lại thôi. Giữ chặt đó. Em năn nỉ anh luôn á. Đi. Wow, cơn bão cũng lớn đó chứ. Không biết Marin sao rồi. Chỗ cậu ấy tới thì không sao. Thời tiết chỉ xấu ở thị trấn mà thôi. Hả? Đợi cứu hộ nghe, mình là Jin. Jin, là mình nè, Marin đây. Marin, cậu sao rồi? Mình đang gặp phải sự cố, mình đang cố quay lại nhưng bão lớn quá. Cậu không quay lại được, thời tiết đang xấu như vậy làm sao mà cậu vào cảng được chứ? Mình biết là sẽ rất khó, nhưng Jody đang ở trên bon tàu. Ôi trời ơi. Sóng càng lúc càng lớn, chắc mình không tự quay về được rồi. Ráng lên Marin, bây giờ tụi mình sẽ tới ngay lập tức. Ráng bám chặt không sao đâu. Cẩn thận, cô đi. Cô đi. Cậu không sao chứ? Mình không sao. Để mình gọi đường cho. Mọi người đi theo mình. Sẵn sàng chưa? Xuất phát. Rudy đâu? Trận sóng đã cuốn nó đi về hướng nam rồi. Sao?
Thôi Amber, hai cậu giúp Marin, mình phải đi tìm Thu đi về đây. Hiểu rồi. Cứu em chơi. Bây giờ mình phải làm gì đây? Còn cậu của mình phải thổi nó cho mọi người biết mình đang ở đâu. Đúng rồi, khi gặp nguy hiểm thì phải thổi cái còi này. Haley, có thấy gì không? Sương mù dày quá, mình chẳng thấy gì hết. Khoan đã, mình nghe có tiếng gì. Còi của Rudy. Để xem nó phát ra từ đâu. Gặp ông tử em chơi. Mình đừng mà cô lên. Đi theo mình. Được. Rudy. Haley. Haley, đi. Được, chúng ta quay về thôi. Anh Marie thì sao? Anh Marie không sao đâu. Ờ, may quá. Marie. Chào mọi người. Cậu thấy khỏe hẳn chưa? Mình ổn, mình đang chuẩn bị ra khơi đây. Rudy có ổn không? Dạ, em xin lỗi anh về chuyện hôm qua. Cả chuyện lẻn lên bon của anh nữa. Phải, em làm ai cũng sợ hết đó. Em cũng sợ có phải không? Bây giờ thì em biết. Biển tuy rất thú vị nhưng cũng rất nguy hiểm. Hôm qua giống như một con quái vật khổng lồ vậy á. Em thấy không? Thông thường thì cuộc thám hiểm nào cũng nguy hiểm, nên phải học nguyên tắc an toàn. Dạ, em nghĩ mình chưa đủ lớn để thám hiểm biển đâu. Nghe đây Brody, em đừng có buồn quá. Dù sao em cũng có một cuộc thám hiểm đầy thú vị rồi. Làm gì hả Polly? Chính là đương đầu với nỗi sợ. Em đã đối đầu với quái vật biển và chiến thắng. Đúng vậy đó, em đã làm một chuyện rất đáng nhớ. Rudy, sau này khi em đi thám hiểm, nếu như em cũng dũng cảm như ngày hôm qua thì em sẽ là một nhà thám hiểm xuất sắc luôn đó. Em làm được có đúng không? Đương nhiên. Thôi tới giờ mình phải đi rồi. Mọi người ở lại nhớ cẩn thận nha. Tạm biệt Marin. Tạm biệt Marin. Một người bạn ở dưới nước. Kích cỡ này là không vừa rồi. Chào buổi sáng. Hả? Chào buổi sáng. Ê, cậu đang làm việc rất chăm chỉ đó. Kính diễn giọng dùng để dòm vật ở xa. Wow. Trông thật là tuyệt vời đó Chin à. Đúng vậy, nhưng mà có một vấn đề. Mình đang sử dụng những thứ không cần thiết trong trạm cứu hộ để làm kính, nhưng mà mọi thứ thì lại không tốt cho lắm. Cậu đừng lo, mình sẽ tìm giùm cậu những gì cậu muốn. Chắc chắn sẽ có ích đó. Thật sao? Cảm ơn Haley. Mà nè, Roy đã đi đâu vậy? Roy đi đến cảng để kiểm tra các thiết bị chữa cháy. Và cậu ấy cũng sẽ tới đó để gặp bạn của cậu ấy, Marin. Minh Minh, dừng lại đi. Mình biết là cậu đang ở đó mà. Đi ra đây coi. Marin. Roy. Cậu có một chuyến đi an toàn chứ? Tất nhiên. Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. Mình xin giới thiệu người bạn đã đi cùng với mình. Bạn sao? Ở đâu? Miên Miên, hết xin chào. Đây là bạn của mình tên Roy. Wow, một chú cá heo. Miên Miên không sao đâu. Cậu ra ngoài đi. Mình đoán là cậu ấy sợ mình đó. Không, Miên Miên chỉ nhút nhát chút thôi. Nếu như cậu tới gần hơn thì cậu ấy sẽ hát cho cậu nghe. Không biết là hát bài gì đây. Mình thích lắm. À, mình có thể giới thiệu Miên Miên cho đội cứu hộ làm quen không? Tất nhiên rồi. Wow, dễ thương quá. Xin chào, mình là Amber. Mình là Polly. Còn mình là Jin. Mình là Haley. Cái gì? Cậu ấy trốn rồi. Mình đoán là Miên Miên thật sự rất là nhút nhát. Nhưng mình nghe nói là cậu ấy sẽ hát khi chúng ta tới gần hơn. Thật sao? Miên Miên, chúng ta làm bạn đi. Lạnh lùng quá. Xin lỗi Miên Miên, mình không có ý làm phiền cậu. Hả? Hả? Miên Miên.
Mình không biết cậu có sử dụng cái này được không, nhưng mình tìm thấy mấy cái này. Wow, Haley, cảm ơn cậu nhiều lắm. Có vẻ như mọi thứ đều rất hữu ích. Mình cảm thấy vui lắm. Nè các cậu. Hả? Oli. Khuya như vậy rồi các cậu còn đang làm gì ở đây vậy hả? Mình nghĩ rằng mình có thể nhanh chóng làm xong kính diễn vọng. Bởi vì mới nãy Haley mang đến cho mình nhiều thứ hữu ích lắm. Không có gì mà Haley không thể tìm thấy được. Đúng vậy. Haley, khi mình làm xong cái kính, mình sẽ cho cậu sử dụng đầu tiên. Quang ô, với cái kính này thì mình có thể nhìn thấy Miên Miên từ xa rồi. Hả? Miên Miên? Ừ, Miên Miên phun nước vào mặt mình nên mình không thể lại gần cậu ấy. Có lẽ cậu ấy cảm thấy sợ mình. Có lẽ không phải vậy. Lý do Miên Miên phun nước có thể là vì cậu ấy đang thở mà thôi. Đúng vậy. Nè, cá heo khác với các loài cá khác, vì vậy nó cần không khí để thở. Khi nó thở thì nước sẽ chảy ra cùng lúc luôn. Cũng có thể là vậy, nhưng không có cách nào để đến gần cậu ấy hơn. Nếu gặp thường xuyên thì cậu có thể đến gần hơn. Đúng vậy đó Haley, cần phải có thời gian. Mình thật sự rất muốn Miên Miên hát cho mình nghe. Mình ngủ ngon quá Miên Miên, cậu ngủ có ngon không vậy? Ủa? Miên Miên, Miên Miên, cậu sao vậy? Cậu bị bệnh có phải không? Cuối cùng thì mình cũng đã làm xong kính diễn vọng rồi. Wow, điều đó thật là tuyệt vời. Haley, hả? Cậu sử dụng đầu tiên đi. Thật sao? Wow, mình thấy rồi. Nào. Wow, mình có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ mà không bị che khuất. Cậu thật tuyệt vời đó Jin. Không có gì hết. Hả? Jin của đội cứu hộ nghe đây. Jin, mình cần giúp đỡ. Marin, có chuyện gì? Miên Miên, hình như cậu ấy bị bệnh. Cái gì? Miên Miên bị bệnh sao? Mình nghĩ chúng ta nên đưa Miên Miên tới bệnh viện. Các cậu có thể tới giúp Miên Miên được không? Tất nhiên rồi, mình sẽ cho đội cứu hộ tới đó ngay. Miên Miên, cố lên nha. Đội cứu hộ sẽ tới sớm thôi. Miên Miên! Miên Miên! Miên Miên! Marin, giúp mình đi. Miên Miên bị chìm xuống dưới biển rồi, không thấy cậu ấy nữa. Cái gì? Chúng ta phải tìm cậu ấy ở khắp mọi nơi. Chúng ta phải tìm thấy Miên Miên trước khi có chuyện gì xảy ra với cậu ấy. Marin, đừng có lo lắng, tụi mình sẽ đi cứu Minh Minh đây. Polly, hãy sử dụng kính viễn vọng. Mình nghĩ rằng chúng ta có thể nhìn thấy được vị trí của Miên Miên. Được rồi, vậy cậu mang kính viễn vọng tới đây đi. Được rồi. Đợi Haley trở lại, chúng ta sẽ cùng nhau giải cứu Minh Minh. Được rồi. Sẵn sàng rồi. Rồi. Mình biết rồi. Các cậu. Haley.
dựa vào tảng đá. Được rồi, cậu hãy đánh dấu vị trí chính xác. Được rồi. Minh Minh. Xong rồi nè Polly. Rồi, cậu cái lồng cứu hộ xuống. Mình làm đây. Cậu xuống. Chút nữa. Đúng rồi. Ôi không, Miên Miên không muốn vào trong lồng cứu hộ. Cái gì? Mình nghĩ Miên Miên đang sợ hãi. Điều gì sẽ xảy ra nếu như Miên Miên không vào trong đó? Minh Minh, cậu đừng có sợ nha. Tụi mình sẽ cố gắng cứu cậu. Đúng đó Minh Minh, xin hãy vào trong. Tin tưởng chúng mình đi. Miên Miên, đi vào đi. Miên Miên. Làm ơn. Miên Miên. Miên Miên, cậu vào trong đi. Vào rồi, Miên Miên vào rồi. Miên Miên. Bây giờ mình sẽ nâng lên. Marine, đừng có lo lắng, tụi mình sẽ đưa Minh Minh tới bệnh viện an toàn. Cảm ơn mọi người, rồi sẽ chăm sóc cho Minh Minh thật tốt. Đừng lo lắng. Được rồi, chúng ta đi thôi nào. Được. Polly, Minh Minh đã khỏe lại rồi. Minh Minh, chúng mình rất vui mừng. Minh Minh khỏe mạnh trở lại là nhờ vào các cậu. Giờ cậu ấy cảm ơn các cậu đó. Sao mọi người có thể vứt rác lung tung ở trên biển vậy? Đúng vậy, vẫn còn có rất là nhiều động vật giống như Minh Minh đang sống ở dưới biển. Để cái này ở đây thì mình tin rằng sẽ không có ai vứt rác lung tung xuống biển nữa. Và tụi mình sẽ yêu cầu những người ở trong thị trấn phải bảo vệ biển và phải yêu thương động vật. Cảm ơn mọi người. Minh Minh, đừng để bị bệnh nữa nha. Minh Minh đang hát đó. Wow, bây giờ chúng ta đã là bạn của nhau rồi đúng không? Mình nghĩ bài hát của Minh Minh nghe hơi lạ tai một chút đó. Không chỉ lạ tai thôi đâu, cậu ấy thật sự hát rất là khủng khiếp. Vậy thì đỡ hơn mình rồi. Các cậu chỉ nghe có một lúc thôi, nhưng mình phải nghe suốt đường đi tới lúc cập bến đó. Cái gì? Cơn khủng hoảng bọt xà bông. Làm tốt lắm các cậu. Hả? Cậu đang chậm chạp hơn thường ngày đó. Phải. Hôm nay cậu thấy không khỏe hay sao? Đường đua đầy vết xe dơ quá, cho nên mình không thể tăng tốc độ được. Phải. Mình nghĩ đã đến lúc chúng ta cần dọn sạch dấu xe rồi. Thật sao? Hả? Các cậu nói đúng, mấy vết xe này dơ quá. Jean ơi, mình nghĩ tụi mình nên dọn sạch mấy vết dấu xe đi. Các cậu à, sao chúng ta không làm luôn hôm nay đi ha? Được thôi. Vậy thì tụi mình đi gom đồ vệ sinh nào. Mình nghĩ tụi mình sẽ cần phải cọ rửa đường đua bằng chất tẩy rửa cho sạch chất bẩn. Cậu nói đúng. Hả? Tuy nhiên tụi mình đã không còn chất tẩy rửa nữa. Tụi mình đã sử dụng hết để dọn dẹp lần trước rồi. Đừng lo lắng, tụi mình sẽ tới cửa hàng ông Willa mua một ít. Hôm nay trời đẹp quá đi. Thiên Thiên, chào cậu. Chào cấp. Nói nghe nè, sao người cậu lại dơ dữ vậy? Mình vừa mới dọn tủ quần áo và người mình hiện giờ phủ đầy bụi luôn rồi đó. Tin Tin, cậu nên đi làm vệ sinh cá nhân đi, mau lên. Bây giờ mình đang trên đường để đi tới đó đây nè. Thiệt hả? Để mình coi coi.
từ dáng vẻ của cậu thì có lẽ cậu phải sử dụng cọ rửa thật đặc biệt mới được á. Cọ rửa đặc biệt sao hả? Nó là gì vậy? À, vậy là cậu chưa biết hả? Để mình giới thiệu với cậu nha. Dịch vụ rửa xe đặc biệt đó, cậu mang theo xà bông của cậu, và cậu muốn chà rửa cho thấy khi nào sạch bông sáng bóng cũng được hết á. Nghe có vẻ rất phức tạp và rất là khó khăn luôn đó. Ê, đừng có lo, mình sẽ đi theo để giúp đỡ cậu. Thật sao? Cảm ơn nha cá. Không sao đâu, đi thôi nào. Bây giờ tụi mình sẽ đi mua xà bông trước nha. Được thôi. Con chào ông Quyên là gặp ông Phương quá đây. Chào Helly, rất vui được gặp con. Ôi, có thêm cá và tin tin nữa sao hả? Con chào ông Willa. Chào các cậu. Các cậu làm gì ở đây vậy? Mình đang trên đường đi rửa xe và muốn mua một ít xà phòng đó. Đúng vậy, mình sẽ đi cùng Tintin để giúp cậu ấy chà rửa. Mình hiểu rồi. Ông Willa ơi, ông có loại xà bông nào mà giúp chà rửa bụi bẩn rồi làm cho người mình sáng bóng không? Đương nhiên là ông có rồi. Một siêu phẩm mới vừa tới ngày hôm nay luôn đó. Nó được gọi là chất tẩy rửa bong bóng siêu sạch. Chất tẩy rửa bong bóng siêu sạch. Chỉ cần dùng một chút xà bông này và con sẽ tạo ra một đám mây bong bóng mềm mại, rửa sạch mọi bụi bặm trên thế giới này luôn, và để lại một mùi hương hoa thơm mát kéo dài trong một thời gian rất là dài đó. Wow, có bọt và mùi thơm luôn sao? Con thích như vậy dữ lắm luôn đó ông ơi. Không chỉ có như vậy, xà bông này còn có thể sử dụng để rửa chén, lau chùi và giặt ủi. Cô có thể sử dụng nó cho bất cứ việc gì. Cho nên nếu dùng cái này, con không cần phải mua nhiều loại xà bông khác nhau nữa. Wow, thiệt hả ông? Nó cũng sẽ làm sạch mọi bụi bẩn khỏi đường đua chứ. Được, được chứ, chắc chắn luôn. Chất tẩy rửa này chà sạch mọi thứ tốt hơn gấp 10 lần so với những thứ khác đó. Ông cho con một chai nha. Của con này, Tintin. Con cũng vậy. Của con này, Helly. Tuy nhiên các con cần phải cẩn thận đó. Phải đọc thật kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng chất tẩy rửa này, biết chưa? Dạ. Chất tẩy rửa bong bóng siêu sạch sao? Một sản phẩm mới tại cửa hàng của ông Willa đó. Ông ấy nói nó sạch gấp 10 lần so với những loại khác. Còn có mùi hương siêu thơm nữa. Thiệt hả? Mình không thể chờ được nữa. Ồ, phải đó. Được rồi, giờ tụi mình đã chuẩn bị xong. Hãy dọn sạch đường tập thôi. Hay lắm. Helly và Amber cùng mình sẽ sắp xếp lại mấy cái lốp. Polly và Roy, các cậu rửa sạch đường đua nha. Được thôi. Hả? Được rồi, vậy thì mình bắt đầu từ đây. Được. Wow, nó dễ dàng rửa sạch vết bẩn luôn. Rồi, giờ thì xịt nước đi. Mình biết rồi. Bột xà bông tiếp tục tuôn ra sao? Rồi, mình nghĩ là cậu nên mở nước lớn hơn nữa đi. Được. Nè Polly, mình đã thử rồi, nhưng mình không thể rửa sạch bọt. Mình nghĩ nên dừng lại một chút. Được, mình chưa bao giờ nhìn thấy nhiều bọt như vậy luôn. Nè Polly, cậu có sao không Polly? Mình không sao. Các cậu, có chuyện gì xảy ra vậy trời? Chất tẩy rửa này hơi kỳ lạ một chút. Tụi mình càng xịt nước thì nó lại càng tạo ra nhiều bọt hơn nữa. Cái gì? Các cậu có nghĩ tụi mình sử dụng sai cách rồi hay không hả? Ai, mình chắc chắn là tụi mình không làm. Ơi, mình quên mất. Một lượng nhỏ tạo ra rất nhiều bọt cho nên chỉ sử dụng một lượng vừa đủ. Mình xin lỗi các cậu nha. Ông Willa có dặn mình phải xem qua hướng dẫn sử dụng, nhưng hào hứng quá mình quên kiểm tra. Không sao đâu, tụi mình không đọc hướng dẫn sử dụng mà. Phải đó. Dù sao thì mình cũng nên ra khỏi đây trước, nhưng mà nó trơn lắm. Mình không biết ra bằng cách nào đây nữa. Mình cũng vậy nè, nếu chúng ta xịt nước thì nó sẽ có thêm bọt đó. Mình sẽ thử chức năng hút bụi xem sao. Wow, bọt xà bông hết sạch rồi nè. Đúng vậy, đúng vậy. Xin chào, chào mừng các bạn đến tiệm rửa xe. Bạn muốn sử dụng loại dịch vụ rửa xe nào? Loại rửa xe đặc biệt á. Bạn đã chọn rửa xe đặc biệt. Xin mời cho xà bông của bạn lên kệ. Wow.
Bạn muốn sử dụng bao nhiêu xà bông? Mình nên sử dụng bao nhiêu xà bông đây hả? Hiện giờ người cậu đang rất là dơ, cho nên sử dụng cả chai luôn đi. Được thôi, tôi sẽ sử dụng hết. Đã đổ hết tất cả. Chúc bạn rửa xe vui vẻ. Yeah, cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Tintin, bây giờ cậu chỉ cần vô trong đó thôi. Còn mình thì sẽ đợi cậu ở đằng kia nha. Được thôi, xíu nữa gặp nha. Bắt đầu rửa xe. Xin đừng di chuyển. Ô, ấm quá đi mất. Thơm quá trời luôn á. Mùi thơm thiệt á. Hôm nay Tintin thật may mắn vì tình cờ gặp được mình ở đây. Mình ở đây nè Tintin. Cám, cứu mình với. Rửa sạch bọt. Có chuyện gì xảy ra vậy? Các cậu, mình đã dọn xong rồi nè. Làm tốt lắm rồi. Không có chi. Các cậu nè, Tintin cũng mua chất tẩy rửa này đó. Không biết cậu ấy có ổn không? Phải, mình hy vọng cậu ấy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Mình có một cảm giác rất xấu. Xin chào, đây là đội cứu hộ. Jin ơi, tụi mình xảy ra chuyện rồi. Tintin đang bị chà rửa một cách quá mức rồi đó. Bọn xà phòng cứ ra liên tiếp. Có cả túi ở đây luôn á. Cả túi sao? Tintin đang bị mắc kẹt ở trong máy rửa xe không có ra được. Tao cứu cậu ấy đi, xin các cậu luôn. Khác, nghe có vẻ rất tệ rồi. Cả đội cứu hộ, mau hành động ngay thôi. Được. Mau cứu Cap đi. Được thôi. Amber, tắt nguồn điện của máy rửa xe ngay đi. Giờ thôi, cậu đi với mình. Được thôi. Giúp mình, giúp mình. Mình sẽ đưa cậu ra khỏi đó ngay. Rửa sạch bọt, xin đừng di chuyển. Rửa sạch bọt, xin đừng di chuyển. Rửa sạch bọt. Bully, mình đã cắt nguồn điện của máy rửa xe rồi. Tốt lắm. Tintin, tụi mình sẽ sớm giải cứu cậu. Đợi thêm một chút nữa nha. Holly, mình sẽ dọn sạch đường. Cậu theo sau mình nha. Được đó. Tintin, cậu có bị thương ở đâu không vậy? Không sao. Nhưng mà các cậu thấy đó, mình mắc kẹt và không thể di chuyển được nữa. Đừng lo, tụi mình sẽ đưa cậu ra ngoài ngay đây. Nghe tuyệt đó. Tintin, cậu thử di chuyển lên phía trước thật chậm xem. Được. Cảm ơn các cậu nha. Không có chi. Ra khỏi đây mau thôi. Được. Mình rất vui vì các bạn đều an toàn. Nó có thể thực sự rất tệ đó. Phải. Tintin, mình xin lỗi. Mình thật sự không biết là chuyện này sẽ xảy ra với cậu. Không sao đâu mà. Cậu cũng chỉ là muốn giúp cho mình thôi. Sau chuyện này, mình cảm thấy thật sự sạch sẽ luôn rồi đó. Đúng vậy, cậu lấp lánh luôn đó. Phải đó. Và thêm nữa, cậu cũng rất là thơm tho luôn. Đúng vậy. Mình cảm thấy rất hạnh phúc vì đã sạch sẽ lên nhiều đó. Vậy thì ngày mai tụi mình sẽ đi chà rửa tiếp ha. Có lẽ mình không tắm rửa trong một thời gian đấy. Hiện giờ mình thấy sợ bọt xà phòng dữ lắm luôn rồi. Mình cũng vậy á. Tụi mình cũng vậy. Cuộc thi tài năng. Thank you.
Cuối cùng thì cuộc thi cũng sắp bắt đầu rồi. Không biết ai sẽ là người chiến thắng. Bruno chứ ai. Cậu không biết Bruno đã tập luyện chăm chỉ cỡ nào đâu. Đúng không Bruno? Đương nhiên là vậy rồi. Mình sẽ đoạt giải nhất và giành lấy chiếc cúp lùm lung lên. Nè, tốt nhất là cậu nên cố gắng hơn. Spooky. Bởi vì mình cũng sẽ tham gia cuộc thi lần này đó, biết chưa? Thiệt hả? Vậy cậu tính biểu diễn tiết mục gì vậy? Đương nhiên không phải mấy trò tung hứng trẻ con như Bruno, mà nó sẽ là màn trình diễn ảo thuật hấp dẫn và vui nhộn. Ảo thuật hả? Đúng, coi mình à. Wow. Thấy hay không? Hay, không thể tin được. Hôm đó mình sẽ có nhiều tiết mục thú vị hơn nhiều. Nhớ đón xem nha. So với màn ảo thuật của Spooky, tiết mục của mình nhàm chán quá. Làm gì có, mình phải thú thật với cậu, tiết mục tung hứng của cậu là hay nhất thế giới. Ủa, phải đó, mình thích tiết mục của cậu. Thật hả? Đương nhiên, tụi mình sẽ tới ủng hộ cho cậu. Hay quá, mình sẽ cố gắng làm thật tốt. Ta-da, đây là cúp room của cuộc thi lần này. Wow, chiếc cúp đẹp quá. Không biết ai sẽ là quán quân đây? Chắc là Bruno. Tất cả mọi người đều biết cậu ấy có tài tung hứng rất là giỏi mà. Đúng, nhưng lần này tiết mục của Spooky cũng hay lắm. Cậu ấy sẽ dự thi tiết mục ảo thuật vui nhộn. Ảo thuật sao? Nghe hay đó. Mình nghĩ Mickey và Clinny cũng sẽ làm rất tốt. Đúng vậy, Clinny sẽ trổ tài rửa chén, còn Mickey biểu diễn tạo hình bằng bê tông. Mình cá là cuộc thi lần này sẽ rất là hào hứng cho coi. Nói chung là chúng ta cần phải bảo vệ cuộc thi diễn ra thành công tốt đẹp. Chắc chắn rồi. Chú Mildo ơi, mình có tới xem tiết mục của Bruno không chú? Còn một chút xíu nữa là cuộc thi chính thức được bắt đầu rồi. Nếu mình tới trễ thì chỉ có thể đứng coi từ xa thôi. Chú xin lỗi nhưng mà mình không đi được. Jumbo vẫn còn vài việc phải làm. Chú ơi, con còn phải làm gì nữa? Con phải mang gỗ tới mấy nghìn gỗ để ngày mai tiến hành xây dựng theo đúng kế hoạch nữa nè. Hay là chú tới trước rồi xong việc con tới sau? Con nghĩ là chú nên đi đúng giờ với Mark và Pork nữa. Nhưng mà... Đi mà chú. Mình con ở lại đây được không vậy? Được chứ, đi đi chú. Con xin chào chú Builder. Chú tới sớm vậy? Chúng cứ nài nỉ chú cả ngày nay. Mà Dumbo đâu? Dumbo còn vài việc chưa xong, một lát nữa mới tới. Con hiểu rồi, mọi người vào đi. Thử máy. Haley, giờ cái bột qua trái một chút đi. Được thôi. Phải chi Dumbo cũng có ở đây thì tốt quá không? Chắc Jumbo tới mấy nghìn gỗ rồi. Không biết chừng nào mới chở hết đống gỗ này. Nếu ráng làm nhanh, chắc sẽ tới kịp lúc cuộc thi bắt đầu. Tăng tốc lên nào. Mình trượt tay rồi. Cậu phải hết sức bình tĩnh, bởi vì càng lo lắng sẽ càng dễ làm sai. Và cuộc thi tài năng của thị trấn Room xin phép được bắt đầu. Wow, hồi hộp quá. Không biết mọi người có tới không nữa. Chắc là hay lắm. Sắp tới sẽ diễn ra gì ha? Chắc là hay lắm đây. Đẹp thiệt. Chắc là hay lắm. Dumbo vẫn chưa tới nữa. Sao mà còn nhiều vậy không biết nữa. Chắc không được coi tiết mục của Bruno rồi. Khoan đã. Mình biết rồi. Mình sẽ chở hết tất cả một lần luôn. Ừ.
Nè Dumbo, cậu không nên chở quá nhiều như vậy, sẽ rất dễ bị thương đó. Không sao, yên tâm đi, mình chở hết được mà. Cẩn thận. Wow, Mickey đang dốc hết sức mạnh của mình. Thật đáng tiếc, không làm được đuôi của nàng tiên cá. Tuyệt quá, sao Dumbo còn chưa tới nữa. Sắp tới lượt của Bruno rồi. Phải đó. Hình như mình chất quá nhiều rồi. Nhưng mà nếu mình không tranh thủ thì không xem được tiết mục của Bruno. Còn hai tiết mục của Bruno và Spooky, ai cũng có thể giành được chức quán quân. Và vấn đề là ai sẽ giật giải? Sao bây giờ Dumbo còn chưa tới nữa? Cậu ấy hứa tới ủng hộ cho mình mà. Chúng ta sẽ giải lao một chút. Thành viên được cứu hộ, mau tập trung về sân khấu. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Gì vậy Jin? Có cuộc gọi khẩn cấp ở chỗ máy nghiền gỗ. Dumbo đang chở gỗ đi lên dốc thì bị tai nạn. Bị tai nạn. Dumbo bị bể một bánh xe ở đằng sau. Tất cả gỗ cậu ấy chở trên xe đều bị lăn xuống đường hết rồi. Cả đoạn đường bị tắc nghẽn luôn rồi. Đi thôi, Polly. Đúng, phải đi tới đó liền. Chúng ta không nên để mình Dumbo ở lại. Còn ai nói quá. Lily, cậu đi trước để kiểm tra tình hình đi. Mình đi đây. Mình không nhúc nhích được, phải có ai đó giúp mình. Hả? Cậu ấy kìa, đang cú. Lily, mình không thể đứng yên một chỗ được. Cố gắng lên. Đội cứu hộ sắp tới đây cứu cậu rồi. Tới rồi kìa. Cậu với Amber lo chỗ này. Được thôi. Thu dọn chỗ này trước cái đã. Được. Ổn rồi, cảm ơn mọi người. Không cần phải khách sáo đâu. Em bơi, có chân. Trời, bạn không sao chứ? Không, mình không sao. Titan, cảm ơn cậu nhiều. Yên tâm đi, đơn giản mà, mình chở được. Được rồi, di chuyển xem. Tuyệt, đi được rồi. Cảm ơn em bơ. Cảm ơn mọi người. Có gì đâu, cậu phải nhớ, từ bây giờ cậu không được cố gắng chở nặng như vậy nữa, không an toàn. Phải, nhưng mình muốn tới xem tiết mục của Bruno. Mình nghĩ là mình sẽ chở hết. Buồn thiệt, chắc biểu diễn xong rồi mình bỏ lỡ hết trơn rồi. Đừng buồn nữa, lần sau cậu xem cũng được mà. Phải đó, Dumbo. Dumbo tới rồi kìa. Chào. Dumbo,
đáng lý mọi người phải ở lại. Mình xin lỗi vì đã bỏ đi. Không sao, mình xin lỗi vì đã làm mọi người phải lo lắng. Nhưng mà cuộc thi diễn ra tới đâu rồi? À, bọn mình đã tạm dừng cuộc thi lại rồi. Bruno nói là phải chờ cậu tới rồi cậu ấy mới ra biểu diễn. Thật hả? Thật, nhưng mà bây giờ cậu đã tới rồi. Vậy cậu sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Jambu, cậu xem đây, tiết mục của mình sẽ là tiết mục xuất sắc nhất ngày hôm nay. Làm sao được, chiếc cúp Room sẽ là của mình. Hả? Cậu trộm hết banh của mình? Đâu có, đây là ảo thuật. Gì? Ảo thuật? Cậu dám biến mất banh của mình hả? Đứng lại. Đứng lại. Cậu muốn phá hỏng tiết mục của mình phải đúng không? Mình không có phá thiệt mà. Mình muốn có bạn. Lipty, cậu đã làm xong mọi việc chưa? Rồi, mình đã chuyển xong hàng quá, rồi còn dọn sạch chỗ này nữa đó. Tốt, vậy bây giờ cậu định làm gì đây? Cậu đừng lo cho mình, mình sẽ đợi cho đến khi cậu xong việc. Sau đó thì chúng ta sẽ chơi chung. Nhưng hôm nay mình lại có rất nhiều việc để làm. Không biết sao nữa, Lipty. Cậu vào thị trấn rồi kết bạn với mọi người thử xem sao đi. Mình nghĩ chắc cũng được đó. Jin! Hả? Chào! Mau vào đi, Lifty. Mọi người đi đâu hết rồi? Các bạn ấy ra ngoài tuần tra rồi. Có chuyện gì vậy hả, Lifty? Hôm nay Terry có rất nhiều việc phải làm nên không thể chơi với mình được. Cho nên mình chạy đến đây để chơi với các cậu đó. Chuyện đó bây giờ không đúng lúc lắm, bởi vì mình đang phải sửa chữa vài thứ bị hỏng. À, Lifty, sao cậu không nhân cơ hội này để kết thêm bạn mới đi? Bạn mới? Mình không có tự tin để kết bạn với mọi người. Cũng không biết người khác có thích mình hay không nữa. Nếu như mình không thích họ thì biết phải làm sao đây? Nè, thôi nào, mọi người trong thị trấn Room đều rất dễ mến mà. Mình nghĩ là cậu sẽ thích mọi người thôi. Cậu nghĩ vậy thiệt hả? Tất nhiên rồi. Bây giờ phải đi tìm bạn mới đây. Bạn kia, mình phải đến xem sao. Cậu định làm gì mình vậy? Sao lại ném bóng vào mặt của mình chứ? Tại sao vậy? Mình có cô sao các bạn ấy cãi nhau vậy? Không hiểu nói cậu, mình không muốn làm bạn với mấy người thích cãi nhau. Chạy mau đi. Hãy dừng lại. Các cậu mau dừng lại cho mình. Nhanh lên, nhanh lên, mau vào trong thôi. Các cậu, mình thấy các cậu rồi đó. Nếu các cậu không ra đi, mình sẽ làm cho sạp chỗ này luôn cho bà coi. Mình không muốn có người bạn đáng sợ như vậy. Ra đây. Đến không bắt mình đi mà. Hết giờ rồi đó. Trò này không vui chút nào hết trơn. Mình không muốn đóng vai người Max, xấu. Con sẽ bị mắc kẹt hoặc làm đổ bể mọi thứ ở đây đó. Con biết rõ vậy dạ, mà. Con xin lỗi, con xin lỗi chú. Max, chú cần con qua làm giúp chú vài việc ở cảng được không con? Dạ. Mình phải đi đâu để tìm được bạn mới đây? Hả? Một người bạn? Ồ, cậu ấy nhìn mình. Chào. Chào Clinny. Đúng là xấu hổ. Mình vẫn đang rất ổn. 101, 102, 103, 104. Lifty. Hả? Polly, cậu có khỏe không? Cậu đang làm gì ở đây vậy? Mình đang chơi trò tên là tự đếm số trong vòng 1 giờ. Cái gì? Trò đó thật sự là không mấy thú vị đâu. Polly, mình không biết phải làm gì, bởi vì mình không thể kết bạn với ai trong thị trấn này hết. Không sao đâu Lifty, cậu đã thử chưa? Có chứ, cả ngày hôm nay mình đã đi vòng quanh thị trấn để tìm những người bạn mới. Nhưng mình rồi sao? Cậu ấy đã rất phấn khích đi vòng quanh thị trấn suốt cả ngày hôm nay, nhưng mà thật sự là không thể kết bạn được với bất kỳ một ai. Cậu ấy rất dễ mến, mình cứ nghĩ là cậu ấy sẽ không gặp khó khăn trong việc kết bạn chứ. Mình nghĩ cả ngày hôm nay chắc cậu ấy buồn lắm.
Các cậu nghĩ xem có cách gì để giúp cậu ấy hay không? Cách nào để giúp Lifty có thêm bạn mới? Nếu tổ chức một bữa tiệc cho cậu ấy và mời mọi người đến thì sao? Đây là một cách lý tưởng để cậu ấy biết tất cả mọi người trong thị trấn. Ý tưởng này nghe có vẻ hay đó. Được rồi, Haley, cậu bay ra ngoài truyền thông tin này đi. Mình đi ngay. Mình không thể có nổi lên một người bạn. Giúp tôi. Hả? Không phải là kẻ đáng sợ đó chứ. Quay lại đi, mình cần được cậu giúp. Không, cậu là kẻ khổng lồ đáng sợ. Không phải vậy đâu. Nhưng mình thấy cậu đã đuổi theo mấy cậu kia, còn nói là cậu muốn bắt họ nữa. Thật ra lúc đó bọn mình chỉ đang chơi trò chơi thôi à. Mình là khổng lồ tốt bụng đó. Người khổng lồ tốt bụng hả? Nè, cho mình biết tên của cậu được không? Mình tên là Max. Còn... Lifty là tên của mình. Nhưng mà sao cậu bị kẹt ở đó vậy? Thì chuyện dài dòng lắm anh bạn. Là vậy nè, mới hồi chiều này, mình đang trên đường đi ra cảng, đã nhìn thấy mấy cục đá buồn cười này. Không hiểu tại sao nó làm mình nhớ đến trò chơi mà mình với các bạn đã chơi lúc nãy. Vậy là mình quyết định xem thử có chui lọt hay không. Giờ thì mình nhận ra là không thể. Mình nghĩ cậu thật sự rất là vui tính á. Mình hả? Thật tuyệt, rất vui vì được biết cậu. Nhưng bây giờ, hãy giúp mình ra khỏi đây đi. Làm sao để cậu thoát ra khỏi đó được đây? Nặng quá đi. Bạn Lifty, mình xin lỗi nhưng cậu có thể giúp mình gọi đội cứu hộ tới không? Đúng rồi, gọi đội cứu hộ tới. Sao mình lại không nghĩ ra chứ? Bây giờ cậu đừng đi đâu hết. Mình sẽ đi gọi các cậu ấy và quay lại ngay. Gọi cứu hộ, gọi cứu hộ. Nhưng điện thoại cứu hộ ở đâu chứ? À đây rồi, chờ mình một chút nữa thôi nha má. Vậy là mọi người đều biết về bữa tiệc rồi. Hả? Chuyện gì vậy? Lifty! Cậu ổn không? Haley, kiệt lớn rồi. Max cần giúp đỡ. Xong rồi. Chin. Hả? Chào các cậu. Bữa tiệc của chúng ta sao rồi? Tất cả mọi việc đều ổn hết. Mình còn chuẩn bị trang trí thật là đẹp nữa đây nè. Xem Haley lại tới trễ nữa rồi. Hả? Haley, nhanh lên. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Nè các cậu, chuyện lớn rồi. Sao vậy Haley? Max đã tự mình chui vào tảng đá lớn giữa hai bên đường. Bây giờ bị mắc kẹt rồi. Mau lên, chúng ta phải đi ngay lập tức. Sao không? Mình không sao, chỉ bị mắc kẹt chỗ này thôi. Không cần phải lo lắng đâu, cậu sẽ ổn thôi. Lifty, cậu có thể ra kia chờ được không? Được. Rồi, chúng ta di chuyển tảng đá nằm ngang trước. Amber và Haley, hãy cố dịch chuyển tảng đá còn lại đi. Được rồi. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Được rồi, thử nào. 1, 2. Kéo đi mọi người. Thêm một chút nữa nào các cậu. Sắp được rồi. Cần phải kéo mạnh thêm một chút nữa. Dạ 1, 2.
Nhấn lên nào. Thật là tuyệt vời. Trời, Max, cậu phải hứa là sẽ không làm vậy lần nữa. Phải, nếu như Litty không vô tình đi ngang qua thì cậu sẽ còn phải ở đây lâu nữa. Mình sẽ không phạm sai lầm như vậy một lần nữa đâu. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn cậu nha Litty. Mình rất vui khi được giúp đỡ ai đó. Bully, có lẽ mình đã có thêm động lực để đi tìm bạn mới rồi. Mình không thể kết luận về ai đó khi chỉ mới nhìn vẻ bề ngoài mà chưa nói chuyện với họ. Đúng vậy, nếu cậu nhìn thế giới này bằng một trái tim rộng mở, thật sự cậu sẽ có rất nhiều bạn bè. Và sau tối nay, mọi người ở thị trấn Rum này sẽ là bạn tốt nhất của cậu đó. Ý của cậu là sao? Cậu sẽ sớm biết thôi. Bữa tiệc chào mừng Lifty chính thức được bắt đầu. Chào mừng. Ôi trời ơi, cảm ơn các cậu nhiều lắm. Bọn mình nên tổ chức bữa tiệc này từ lâu rồi. Xin lỗi cậu gia Lifty. Cậu đang đùa sao? Sao phải xin lỗi? Các cậu đã làm gì mình mà mình rất cảm động. Xin cậu đừng nghĩ bọn mình chỉ là những người bạn thích cãi nhau thôi. Thật ra bọn mình không thích cãi nhau đâu. Mình hứa sẽ chào cậu nếu như chúng ta vô tình gặp nhau. Cảm ơn, thật là tuyệt. Nè, các cậu không muốn nghe mình kể chuyện mình đã nghĩ Max là kẻ xấu xa thế nào không? Max trời, mình nghĩ Lifty chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Kế hoạch của bọn mình đã thành công rồi. Và sau lưng của họ. Tuyệt quá, mình rất vui vì có các cậu. Bây giờ Lifty đã có thêm bạn mới rồi. Còn nhiều hơn cả bạn ấy muốn nữa. Chạy đi, trận đấu trong rừng phần 1. Chỉ vài giây nữa thôi. Wow, nó đây rồi. Lúc nào cũng đúng giờ hết. Trucky. Ủa, Cap, cậu làm gì ở đây vậy? Mình mới đưa khách qua thị trấn ở bên cạnh. Còn cậu, sao giống như đang rình cái gì vậy? À, có một con nai sống ở trong khu rừng ở bên kia. Thật hả? Nó mới xuất hiện ở đây sao? Phải, nhưng mà ngày nào nó cũng xuất hiện hết. Thích ha. Đương nhiên rồi, phải chi được nhìn nó. Vậy giờ này ngày mai cậu hãy quay lại đi. Nó sẽ ra đây uống nước á. Xuất sắc. Bị gì vậy ta? Sao nó lại ở đó? Sao? Không ngờ cậu lại tìm được mấy cái này trong khu bảo tồn đó. Phải, mà không chỉ có một hai cái đâu. Hay là có ai đó muốn săn động vật hoang dã ở trong thị trấn Trâm? Chắc không đâu, các nguyên tắc ở trong khu vực bảo tồn nghiêm ngặt lắm. Đúng, không thể như vậy được. Vậy có khi nào là nhóm người chuyên săn thú trái phép hay không vậy? Người săn thú? Có thể. Chỉ có họ mới dùng những cái bẫy như vậy thôi. Mong là không phải đám người đó. Tội nghiệp mấy con thú quá. Chuyện này chưa từng xảy ra ở đây. Không biết ai đứng đằng sau nữa. Chúng ta phải điều tra cho rõ thì mới được. Sáng sớm ngày mai chúng ta phải tới đó kiểm tra ngay lập tức. Được. Dân, ráng đuổi theo đi. Trời mây nhiều quá. Ra đường cùng tôi. Giúp mình bất kỳ. Tạm biệt chim. Chúc may mắn.
kỳ. Cậu nói nó sẽ tới mà sao không thấy đâu trơn vậy? Cậu hãy ráng chờ thêm chút nữa đi. Ngoài một con sóc ra thì nãy giờ có thấy gì đâu. Cậu gạt mình có đúng không? Không phải, ngày nào nó cũng tới đây hết. Mong là con nai đó không có chuyện gì. Chia ra tìm xem có thấy cái bẫy nào ở đây nữa không? Hiểu rồi. Hả? Một cái lưới. Hả? Ý cậu là sáng nay có gì không giống ngày thường hả? Có một con nai ngày nào cũng tới cái hồ bên kia để uống nước hết. Nhưng mà sáng ngày hôm nay nó không xuất hiện nữa. Tới đây nào bé nai, người ở đâu? Săn trộm trong thị trấn, nghĩ tới là bực mình rồi. Tốt nhất nên cẩn thận, chúng đang điều tra. Mình mà tìm được, mình sẽ cho hắn biết tay. Làm ơn cứu tôi. May mắn quá, chắc cậu không đi một mình phải không? Ý ông là sao? Tôi là thành viên đội cứu hộ. Ông có giấy tờ gì để được vào khu vực bảo tồn này không? Sao? Tôi là người tuần tra khu vực này. Tôi mới đụng phải mấy tên khả nghi nên tìm người tới giúp đỡ. Mấy tên khả nghi? Nghe đây, có giống bọn săn trộm không? Tôi không biết, tôi không chắc chúng như thế nào. Nhưng chúng cố gắng dùng cái lưới khổng lồ để kéo tôi ra ngoài. Ồ, vậy ông có thể mô tả lại bọn họ không? Để coi. Cặp mắt trong nhỏ là loại xe leo núi chuyên dụng hả? Khủng khiếp thật mà. Hả? Là tín hiệu gì vậy ta? Còn tệ hơn mình nghĩ. Cả khu rừng chỗ nào cũng có bẫy hết đó. Còn có dấu bánh xe đi sâu vào khu bảo tồn. Mình nghĩ là tối qua có chuyện gì rồi. Chắc là có bọn săn trộm giống Chin nói. Mình ghé qua nông trại trước kia cũng nói là không bình thường. Chuyện gì không bình thường? Cậu ấy nói là thường ngày có một con nai hay ra hồ nước uống. Nhưng từ hôm qua thì không thấy nó nữa. Ồ? Các cậu! Haley! Hả? Không xong rồi! Sao mọi người còn đứng đây? Có chuyện gì vậy? Có phát hiện gì sao? Mình gặp một người đụng phải bọn săn trộm. Rất có thể chúng vẫn còn ngoài kia. Nếu đi liền không chừng sẽ bắt được đó. Shin, cậu nói đi. Có sự cố phải giải quyết. Mình nhận được tín hiệu kêu cứu ở cánh rừng phía Tây. Ở đó có người đang cần sự giúp đỡ. Mình sẽ gửi tọa độ qua liền. Mọi người kiểm tra có được không? Cậu gửi đi, tụi mình sẽ chạy tới đó liền. Nghe rồi chứ, có người phát tín hiệu kêu cứu trong khu bảo tồn. Chúng ta phải tới đó rồi đuổi theo bọn săn trộm sau. Xuất phát. Tín hiệu kêu cứu đang nhấp nháy, phải xuất phát liền được. Chắc là ở đâu đây thôi. Hả? Chuyện gì vậy? Hả? Các cậu, qua đây, bên này nè. Họ bị rơi xuống vách đá. Mình với Haley sẽ xuống đó coi thử tình hình. Chú chờ ở đây. Được, sẵn sàng chưa? Đi thôi. Hình như là họ bị bất tỉnh luôn rồi. Không, mau đưa họ lên đi. Hả? Là họ sao? Một tên là màu vàng bóng, hình như là dạng xe tải đầu kéo. Tên còn lại thì gồ ghề hơn, thân màu cam và nóc xe thì màu đỏ. Đúng rồi, hắn có bánh xe dự phòng ở đằng sau. Khoan đã, Polly. Sao vậy, Haley? Cẩn thận, có thể là bọn săn trộm. Sao cậu lại nói như vậy? Hai người bọn họ giống hệt như miêu tả người mình đã gặp ở trong rừng. Sao? Tìm thử xem, không chừng có bằng chứng gì đó. Bảy thú. Đúng rồi, chắc chắn là bọn họ rồi. Đừng để họ thoát. Người mình gặp nói là họ rất nguy hiểm và có cặp mắt rất sáng luôn.
Họ nguy hiểm cỡ nào, chúng ta cũng phải đưa họ ra khỏi mỏm đá này trước cái đã. Cậu nói Amber và Roy chuẩn bị đi. Mình biết rồi. Xong rồi, Roy, cậu kéo lên đi. Được rồi. Tình hình họ sao rồi? Nếu chỉ mất kiểm soát rơi xuống mỏm đá thì sẽ không bị nghiêm trọng như vậy đâu. Những chỗ mấp méo còn rất mới, giống như bị da chạm vậy. Vậy nghĩa là sao? Mình nghĩ phải đưa họ về trung tâm thôi. Tôi đã nói với các người nhiều lần rồi, chúng tôi không hề biết các người đang nói ai hết. Làm sao tin được đây? Trong thùng xe của hai người toàn là bẫy thú. Mấy cái bẫy đó là chúng tôi phát hiện ở trong khu bảo tồn. Mất thời gian quá. Xin lỗi, nhưng chúng tôi phải biết các người là ai trước khi để các người ra khỏi chỗ này. Phải, bình tĩnh, chuyện tra cứu không mất nhiều thời gian lắm đâu. Polly, mình mới tìm được thông tin rồi, họ nói thật hết đó. Hả? Không thể nào. Thả họ đi được rồi. Hiểu rồi. Không thể nào. Họ nói dối. Họ đang gạt chúng ta thôi. Không sao đâu Haley, xin điều tra kỹ rồi. Họ không phải là bọn săn trộm đâu. Nếu như các người không tin thì chúng tôi có thể chứng minh nè. Phải, ra bên ngoài đi. Ở trong này không có đủ chỗ. Mà hai người chờ gì vậy? Mà chứng minh cho chúng tôi thấy đi chứ. Được, không là các người sẽ tin tôi. Chúng tôi là đội cứu hộ vùng núi. Tôi là Mark. Tôi là Bucky. Wow, giờ thì mình tin rồi. Xin lỗi nha, hai người cũng thông cảm mà, có đúng không? Không sao, chúng tôi cũng làm vậy mà. Dù sao thì mọi người cũng đã cứu mạng chúng tôi. Phải, được hợp tác với đội cứu hộ khác là một điều thú vị. Luôn luôn sẵn sàng. Vậy người tôi gặp trong rừng là ai? Ý cậu là sao? Tôi đã gặp một người trong khu bảo tồn. Người đó nói hai người chính là bọn săn trộm mà chúng tôi tìm. Hình như đó là người săn trộm mà cậu tìm đó. Săn trộm? Chúng tôi truy lùng tới đó lâu lắm rồi. Vì hắn mà mới có chúng tôi đó. Hắn ta rất ranh mãnh. Sao? Tức là bây giờ hắn vẫn đang nhỡn nhơ trong thị trấn sao? Đúng vậy. Hắn chính là người mà mọi người cần phải để mắt tới. Và vấn đề là không ai biết tiếp theo hắn sẽ làm gì. Cho nên mọi người không cần buồn vì sự hiểu lầm này đâu. Chúng tôi cũng hay bị hắn xỏ mũi lắm. Mình khờ quá. Gặp hắn rồi mà để cho hắn chạy thoát. Nhưng sẽ không có lần sau đâu. Chờ đó tôi sẽ bắt được ông. Nhớ về đứa cháu gái. Mình đứng ở đây có được không? Được, cậu nhìn ở đây. Rõ chưa? Rồi, thật tuyệt vời. Mình về rồi. Xin chào Haley, mình nghe nói máy ảnh đã bị hư rồi. Cậu sửa xong rồi hả? Đừng lo lắng, Haley rất nôn nóng chờ đợi nên đã lấy chụp trước rồi. Mình đã rất buồn chán vì đã không thể chụp hình trong một thời gian dài rồi. Rồi, cậu có muốn chụp hình không? Không, cảm ơn. Cậu nhìn đi, bây giờ mình phải đi dọn dẹp rồi. Tại sao cậu không chụp hình cho những người bạn khác đi? Đúng đó Haley, mình nghĩ mọi người sẽ rất thích chụp hình. Wow, đúng là một ý kiến hay. Mình sẽ đi chụp ngay bây giờ, khoan hô. Xong rồi đó Mini. Cảm ơn ông Wheeler. Ông ơi, bây giờ con có thể ra ngoài đi chơi với bạn của con không vậy? Tất nhiên rồi. Cảm ơn, vậy con đi đây. Tôi rất muốn gặp cháu gái của tôi, đặc biệt là ngày hôm nay. Tôi biết, lâu lắm ông không gặp con bé. Tại sao ông không kêu con bé ghé qua đây chơi? Nếu con bé đến đây thì thật tuyệt. Nhưng con bé sống ở một nơi rất xa chỗ này, nên tới đây rất khó khăn. Còn tôi đi không được bởi vì phải trong cửa hàng. Ông đừng quá thất vọng như vậy. Một ngày nào đó ông sẽ gặp thôi. Bây giờ tôi đi nha ông bạn. Bye, hẹn gặp lại. Chắc giờ này Jenny lớn lắm rồi. Xin chào chú Wheeler. Xin chào Botty. Có chuyện gì vậy? Có hàng của chú đây. Xong rồi, hẹn gặp lại. Cảm ơn Botty.
Jenny gửi tới. Có một lá thư nữa kìa. Để coi coi. Gửi ông nội đáng yêu. Ông nội, con thật sự rất nhớ ông. Con nghe mẹ nói là máy tính này có thể giúp con nói chuyện trực tiếp với ông và nhìn thấy hình ảnh của ông. Đây gọi là điện thoại bằng video. Vì vậy con có thể gặp ông nội bất cứ lúc nào mà con muốn. Có thật không vậy cả? Nhưng tại sao lại có nhiều nút bấm ở đây quá vậy? Làm thế nào để sử dụng cái này đây ta? Con xin chào chú Wheeler. Chào Haley, sao con lại tới đây? Con đang chụp hình của tất cả mọi người ở trong thị trấn này. Chú có muốn con chụp hình cho chú không? Chụp hình hả? Không, cảm ơn con. Con có biết sử dụng cái này không? Wow, chú lấy máy tính này ở đâu vậy? Jenny gửi cho chú đó. Nhưng chú không biết cách sử dụng cái này như thế nào hết à? Nếu chú muốn biết về cách sử dụng máy này, con nghĩ Jin có thể giúp chú. Thật hả? Lên hình rồi kìa. Đây là nút để bật máy tính lên đó chú. Thật sự rất tuyệt vời. Sau đó chú hãy di chuyển mũi tên trên màn hình vào chỗ này là có thể thực hiện cuộc gọi video. Chú có muốn thử hay không? Chú ấn vô đây bật máy tính lên nè. Rồi vào đây để thực hiện cuộc gọi video ha. Đúng rồi chú. Bây giờ chú có muốn gọi cho Jenny không? Muốn lắm chứ. Nhưng mà giờ cũng nửa đêm rồi, chắc là con bé đang ngủ. Chú sẽ gọi điện lại sau. Sau đó thì tắt máy đi. Cách tắt máy là vậy nè chú. Di chuyển mũi tên vào vị trí tắt nguồn, nhấp vào là được. Chú hãy thử làm lại đi chú. Được rồi. Di chuyển mũi tên rồi bấm vô nút này để tắt máy đi. Dễ mà ha. Nhưng mà có một điều cần phải chú ý nha chú. Máy tính này được sản xuất ở quốc gia khác, nên chú phải cắm vào cái này để chuyển đổi điện áp mới được. Được rồi, chú hiểu rồi. Cái máy này thật sự rất tuyệt vời. Nếu chú quên cách làm hay có vấn đề gì thì hãy gọi điện thoại cho con nha. Đừng lo lắng, chú đã nhớ hết rồi. Hẹn gặp lại em. Cậu nói chú Wheeler có máy tính sao? Jenny đã gửi cho chú ấy vì cô ấy muốn nói chuyện qua video. Vì vậy mình đã dạy chú ấy cách sử dụng máy tính. Lần đầu tiên sử dụng máy tính không dễ đâu. Chú ấy có nói khó không? Không có. Chú ấy rất hào hứng khi được gặp Jenny nên đã học rất chăm chỉ. Chú ấy đã thực hiện cuộc gọi video sao? Chưa gọi nữa. Lúc đó là giờ Jenny đang ngủ nên chú ấy sẽ gọi vào buổi tối. Rồi tới giờ rồi. Jenny, ông khỏe? Chúng ta gọi video nói chuyện nha. Giờ ông sẽ bắt đầu gọi. Rồi bấm vô đây để bật máy tính nè. Kỳ vậy ta? Ôi trời ơi, thì ra là mình quên cắm điện. Bây giờ ủa sao bị cái gì vậy ta? Không, mình quên cắm vào bộ chuyển đổi điện áp. Phải rút lại ngay thôi. Trời ơi, nóng quá. Chạy rồi. Mình nghĩ rằng chú Wheeler sẽ thực hiện cuộc gọi video. Chú ấy sẽ rất vui mừng khi gặp Jenny. Vì lâu lắm rồi chú ấy không gặp Jenny đó. Hả? Jin của đội cứu hộ nghe đây. Chú Wheeler hả? Chú đang nói chuyện với Jenny có phải không? Jin, nhanh lên con ơi. Cửa hàng của chú bị cháy rồi. Cửa hàng bị cháy hả? Chú nghĩ là chú cắm điện không đúng chỗ nên mới xảy ra hỏa hoạn như vậy. Bây giờ ở trong cửa hàng rất nguy hiểm, chú ra ngoài trước đi chú. Con sẽ kêu đội cứu hộ tới đó ngay. Ha ha!
nguy hiểm đó chú. Chú di chuyển tới nơi an toàn sẽ tốt hơn. Amber, chăm sóc cho chú Wheeler. Được rồi. Haley, quan sát hiện trường vụ tai nạn. Rồi, chúng ta đi vô trong dập lửa đi. Được rồi. Chú Wheeler, rồi sẽ dập tắt ngọn lửa thật an toàn. Đi theo con. Được rồi. Trời ơi, tiêu cái máy tính của chú. Oli, mình nghĩ chúng ta nên tắt nguồn điện trước. Được. Ở đó kìa. Xong rồi. Được rồi. Trời, máy tính của chú. Trời đất ơi. Cũng may là ngọn lửa không cháy lớn lắm nên dễ dàng dập tắt được. Nhưng mà con nghĩ cái máy tính đã bị hư rồi chú ạ. À, ông nội thật sự đã phạm phải một sai lầm thiệt ngu ngốc mà. Ông xin lỗi con Jenny. Chú đừng quá thất vọng như vậy. Chú an toàn là được rồi mà. Jenny sẽ hiểu cho chú thôi. Đúng đó chú. Vui lên đi nào. Vui lên nào. Chú không sao. Cảm ơn mấy con. Nhưng Jenny thật sự rất muốn gặp chú. Chú Wheeler, tại sao chú không gửi hình của chú cho Jenny xem? Gửi hình hả? Dạ, chú có thể gửi hình và lời chào đến cho Jenny. Vậy thì Jenny có thể giữ những bức ảnh và nhìn thấy chú bất cứ khi nào cô ấy nhớ chú. Đúng là một ý kiến rất hay. Được rồi, con sẽ chụp hình cho chú. Ủa, bộ con biết chụp hình hả? Tất nhiên rồi. Được rồi, cảm ơn đội cứu hộ rất nhiều. Được rồi, xin mời. Chú Wheeler, chú đi ra đây đi. Mày đưa thay chú sao? Wow, tuyệt vời quá chú Wheeler. Nào, giờ con sẽ chụp hình cho chú. Cười lên nào. Cười. Được rồi. Thật tuyệt vời. Đổi kiểu khác đi chú. Tuyệt quá. Nhìn giống như một người mẫu vậy đó. Cậu nói đúng đó, Jin. Xong hết rồi. Những tấm hình của chú thật sự rất đẹp đó chú. Hình con chụp tấm nào cũng đẹp thiệt á. Cảm ơn Holly. Người mẫu tạo kiểu đẹp thôi. Bây giờ chú chỉ cần gửi cái album này cho Jenny xem thôi. Có cách nào gửi album này thật là nhanh không? Nè Polly, tại sao chúng ta không hỏi Marin? Mình nghe nói là Marin chuẩn bị xuất phát đi đến một quốc gia ở trên biển. Đúng vậy, vậy thì album này sẽ nhanh chóng được gửi tới đó. Tuyệt vời, chúng ta đi coi sao. Được rồi. Marin, nhờ cậu hết đó. Xin con hãy bảo quản tốt và đưa cái này cho Jenny. Đừng lo lắng mà chú Wheeler. Con sẽ đem album này tới cho cháu gái của chú. Được rồi, bây giờ con phải đi đây. Cảm ơn con. Cảm ơn Marin. Cháu gái Jenny đáng yêu của ông. Ông thực sự nhớ con dữ lắm. Thỉnh thoảng hãy ghé thăm thị trấn Rom nha. Ước mơ của Wonder. Làm ơn đi, di chuyển đi mà. Xin chào. Chào cậu. Cậu cần giúp đỡ không? Có, cảm ơn cậu nhiều nha. Mình sẽ kéo từ đằng trước, còn cậu đẩy từ đằng sau nha. Được. Được rồi, chuẩn bị nha. Cảm ơn cậu đã giúp mình nha. Mình là Wonder. Rất vui được gặp cậu Wonder. Mình là Harry trong đội cứu hộ thị trấn Rom. Nhân tiện đây, mình nghĩ bánh xe bị hư rồi. Sao cậu không tới trụ sở đội cứu và sửa nó khi trời tạnh mưa đây? Thiệt hả? Như vậy có được không? Đương nhiên rồi. Đã xong rồi. Giờ thì nó ổn hết rồi nha. Cảm ơn cậu nha, Jin. Không có chi.
Wonder nè, đây đúng là một cái xe siêu ngầu luôn ha. Đúng vậy đó. Mình cũng muốn hỏi xem đây là xe gì vậy. Là nhà hát kịch di động đó. Nhà hát kịch di động sao? Đúng vậy. Cậu có thể diễn kịch ở bất cứ nơi nào. Nếu cậu có cái xe này, mình có thể diễn cho các cậu xem nếu các cậu muốn. Được đó, cậu diễn đi. Được thôi. Dạ. Wow, tuyệt vời đi. Vậy thì bắt đầu thôi nào. Ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi, có một con rồng kinh khủng tên là Spino có thể phun ra lửa. Một phù thủy ra lệnh cho Spino bắt cóc công chúa Asmanda, người dũng cảm nhất trên thế giới này. Cuối cùng, công chúa cũng đã đuổi được phù thủy đi. Và cùng với Spino, họ đã trở thành bạn thân của nhau. Wow, vui quá à. Mình chưa bao giờ xem diễn rối tuyệt vời như vậy luôn. Mình cũng vậy. Chắc cậu đã phải luyện tập rất nhiều để làm được những việc này một mình ha. Thật ra mình đã luyện tập mỗi ngày. Mình muốn mình trở thành một xe giải trí hay nhất thế giới. Wow, ước mơ đó thật tuyệt vời. Phải, đúng vậy đó. Cảm ơn các cậu. Wonder, vậy thì khi nào cậu mới diễn tại thị trấn tụi mình vậy? Mình chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Thật ra thì mình chưa bao giờ diễn trước một đám đông khán giả trước đây đó. Thật sao? Sao cậu không diễn một buổi tại thị trấn của tụi mình? Mình diễn ở đây sao? Ôi, mình không biết có làm được không nữa. Chắc chắn là được. Chỉ cần diễn giống như cho tụi mình xem thôi, nó sẽ rất là tuyệt vời. Đúng vậy. Sao cậu không tận dụng cơ hội này để thử đi? Mình cũng không biết nữa. Thành thật mà nói, mình không tự tin là có thể làm được. Vâng đó, diễn đi mà. Thật tiếc nếu không có người khác xem vở kịch hay như vậy ngoài tụi mình. Phải đó. Được rồi, vậy mình sẽ thử xem sao. Tuyệt quá, đã quá đi quán đó. Chắc chắn đây sẽ là trải nghiệm tuyệt vời. Được rồi, mình sẽ cố gắng hết sức. Nhà hát kịch Wonder sao? Phải, một cái xe hàng đột nhiên biến thành một nhà hát luôn. Và màn trình diễn bắt đầu. Mình chưa bao giờ xem một màn trình diễn quanh trái như vậy luôn. Thiệt hả? Phải, các cậu sẽ tới xem phải không nào? Chắc chắn được. Mình sẽ tới đó trước những người khác và giành ngay vị trí hàng ghế đầu luôn. Công chúa Asmanda dũng cảm đứng lên chống lại Spino khi nó phun lửa vào cô ấy và con dao không phải như vậy. Mình tiếp tục diễn sai rồi. Nếu mình cũng mắc lỗi trước mặt khán giả thì sao đây? Mình nên nói với các bạn là mình không thể làm được gì hết thì tốt hơn. Các cậu đã nói với tất cả mọi người về buổi diễn kịch chưa? Đương nhiên là đúng rồi. Mình nghĩ sẽ có rất đông khán giả tới đó. Tất cả mọi người đều thật sự mong đợi buổi biểu diễn đó. Spooky còn quyết định sẽ tới sớm nhất để xem nó ở hàng đầu luôn. Trời, mình nên làm gì đây? Tất cả bọn họ đều hào hứng về nó. Nếu mình diễn như vậy thì sẽ tự mình làm mất mặt mình rồi. Mình phải đi khỏi đây ngay lập tức thôi. Các bạn trong nhóm cứu hộ sẽ rất thất vọng khi họ phát hiện đột nhiên mình biến mất. Toàn bộ đội cứu hộ tới phòng bảo trì ngay lập tức. Có chuyện gì vậy chứ? Các cậu à, Wonder mất tích rồi. Cái gì? Mình ghé qua thăm Wonder để kể cho cậu ấy nghe mấy tin mới. Nhưng mà mình không thể tìm thấy Wonder cùng với xe của cậu ấy. Cậu đã tìm những chỗ khác trong trụ sở chính chưa? Rồi, mình nghĩ là cậu ấy không còn ở trụ sở nữa. Cậu ấy biến mất mà không nói một lời nào. Không lẽ cậu ấy đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Cậu nói đúng đó. Vậy thì chúng ta cần phải ra ngoài tìm kiếm Wonder ngay thôi. Được đó, tụi mình sẽ đi tìm cậu ấy ngay lập tức. Một nhà hát kịch di động sao? Thật là phấn khích quá đi. Ước gì mình có thể gặp được Wonder ngay bây giờ. Là Wonder kìa. Nè Wonder. Ai vậy ta?
Sao cô ấy lại gọi mình chứ? Mình phải trốn ngay lập tức. Nào Wanda. Wanda, sao cậu lại bỏ chạy vậy? Mình không phải là Wanda. À, mình chắc chắn là cậu mà. Cậu nhầm lẫn người rồi, cho nên đừng ngán đường mình nữa. Nè, sao cậu chạy đi đâu vậy? Mình đã nói mình không phải là Wanda mà. Wanda. 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 Cứu mình với. Chuyện gì vậy Jin? Các cậu khẩn cấp đi. Hả? Spooky vừa mới gọi điện báo là Wanda đã rơi xuống sông. Hả? Cậu ấy đã bị cuốn trôi xuống chỗ cây cầu Hadi. Cả đội cứu hộ thực hiện giải cứu ngay lập tức. Được thôi. Bị sẵn lưới cứu hộ, nhanh đi. Làm ngay đây. Rồi, Amber, mình sẽ băng qua sông và chuẩn bị cứu hộ. Hai cậu chuẩn bị các thứ nha. Được thôi. Hành động đi. Được rồi. Haley, mình đếm pháo nè. Wanda, cậu có bị thương ở đâu không? Không sao. Nhẹ cả người. Bây giờ cậu có thể tháo xe hàng không? Được. Mình sẵn sàng rồi em ba. Được rồi, mình sẽ kéo thật chậm nha. Hiện giờ cậu an toàn rồi. Cái gì? Cậu bỏ chạy vì nghĩ không thể trình diễn sao? Wanda, sao đột nhiên cậu lại mất tự tin vậy chứ? Là do mình đã luyện tập hết lần này tới lần khác, nhưng mà mình liên tục mắc phải lỗi sai. Và sau đó mình đã nghe các cậu nói chuyện. Có vẻ như tất cả mọi người trong thị trấn đều rất hào hứng xem vở kịch của mình. Cho nên nếu mình mắc lỗi sai trong buổi biểu diễn, như vậy quá mất mặt luôn. Mình thấy vậy nên đã rất sợ hãi. Vì vậy mình bỏ trốn các bạn đó. Mình hiểu rồi. Mình xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói lời nào. Không sao đâu Wanda. Đây là buổi biểu diễn đầu tiên của cậu trước nhiều khán giả, cho nên cậu lo lắng và hoảng sợ là điều đương nhiên. Phải đó. Wanda, mình cũng thực sự rất căng thẳng. Khi mình biểu diễn ảo thuật cho bạn của mình lần đầu tiên, mình thấy căng thẳng và mình đã phạm rất nhiều lỗi sai luôn. Rồi cậu có thấy xấu hổ không vậy? Đương nhiên là phải có chứ. Nhưng bạn bè của mình đã hiểu mình và bỏ qua. Thiệt hả? Đúng vậy. Cho nên cậu đừng lo lắng nhiều quá. Đúng vậy đó Wanda. Nếu có mắc lỗi cũng không sao hết. Đúng vậy. Hãy thật dũng cảm thử lại lần nữa. Tụi mình sẽ cổ vũ cho cậu. Vậy thì được rồi, mình sẽ thử can đảm xem sao. Mình ngô quá đi. Ngày xưa có một con rồng khủng khiếp tên là Spino, có thể phun ra lửa. Một phù thủy ra lệnh cho Spino bắt cóc công chúa Aspanda, người dũng cảm nhất trên thế giới này. Ngươi nghĩ ta sẽ để cho ngươi bắt được ta sao? Công chúa Aspanda dũng cảm đứng lên chống lại con rồng bằng thanh kiếm của mình. Ôi không, mình nên làm gì đây? Wanda, phạm lỗi cũng không có sao hết á. Công chúa Aspanda
tặng cho Spino một bông hoa. Wow. Có vẻ như Wonder đã lấy lại được tự tin rồi. Và cậu ấy đang thực sự rất vui. Mình nghĩ ước mơ của Wonder đã trở thành hiện thực rồi nè. Phải. Wonder sẽ trở thành xe giải trí thú vị nhất trên thế giới này luôn đó. Phát hiện ra Spino thật ra là một con rồng rất là tốt bụng. Tập phim Hãy giữ lời hứa. Mình lên trước. Mấy đứa yên lặng đi. Nếu mấy đứa cứ cãi nhau thì tất cả chúng ta sẽ trễ giờ đó. Bây giờ mấy đứa nghe lời anh xếp thành hàng một đi, rồi theo thứ tự đi lên xe là được. Được rồi, tốt lắm. Bây giờ hãy lên xe một cách cẩn thận. Xin chào Toby. Xin chào Tim. Hi Mary. Hi Annie. Xin chào. Còn đây là em trai của em, tên là Alfie. Wow, rất dễ thương. Hi Alfie. Xin chào Skull Bay. Annie, anh nghĩ để con gấu bông này vào cặp sẽ tốt hơn, nếu không sẽ làm mất đó. Nó là em trai của em, không phải gấu bông. Em có thể yêu cầu em trai của em ở yên trong cặp táp của em một thời gian không Annie? Em ấy nói không sao. Đi thôi, ăn đi. Chúng ta đi thôi. Ôi trời. Trạm cứu hộ. Đây là những món đồ bị mất được tìm thấy. Wow, nhiều đồ như vậy sao? Làm sao chúng ta có thể tìm thấy chủ sở hữu? Đừng lo lắng, tất cả đều có tên hết rồi mà. Đây là hộp dụng cụ của chú Builder. Còn đây là bóp tiền của Stacy. Con cừu này của Mary. Chúng ta viết tên lên món đồ sẽ thuận tiện hơn nhiều đó. Đúng vậy, nếu chúng ta viết tên của mình vào đồ đạc của mình thì sẽ thuận tiện cho việc tìm kiếm. Đúng, trong hôm nay thì mọi người hãy cố gắng tìm tất cả chủ sở hữu đi. Chào Scooby. Bye bye mấy bạn nhỏ. Chuyện gì đã xảy ra vậy Annie? Em phải làm sao, em trai của em mất rồi. Cái gì? Annie, em có để quên ở trường không vậy? Em đánh rơi ở đâu đó rồi. Annie ơi, đừng khóc nữa. Anh sẽ tìm gói bông cho em. Em đã nói là em trai của em rồi. Được rồi, anh hứa sẽ tìm thấy mà. Em đừng khóc và hãy về nhà chờ đi. Annie à, nếu như bây giờ em không về thì ba mẹ em sẽ lo lắng lắm đó. Nhưng mà nếu không có anh về thì em không ngủ được. Đừng lo lắng, tối nay trước khi em đi ngủ thì anh sẽ tìm thấy và đem về nhà cho em. Thật không? Đương nhiên rồi, Scooby là một người đàn ông, anh sẽ luôn luôn giữ lời hứa của mình. Stacy, đừng để mất một lần nữa nha. Chắc chắn, cảm ơn Polly. Không có gì, bye bye. Cảm ơn Roy. Tạm biệt Mary. Cảm ơn con nhiều nha Haley. Dạ không có gì. Emma, cậu làm xong chưa? Cần mình giúp gì không? Không, mình ổn, mình làm sắp xong rồi. Được rồi, gặp cậu sau. Yahoo. Bây giờ mình phải làm gì đây ta? Trời cũng tối dần rồi, phải tìm được trước khi trời tối. Nếu như mình không tìm thấy thì sao? Scooby. Hả? Polly. Hey, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Polly à, mình đang lo lắng vì mình không thể giữ được lời hứa. Giữ lời hứa gì vậy? Cậu có biết Annie không? Annie hả? Có phải cô bé có má hồng và tàn nhang không? Phải, em trai của cô bé đã bị mất tích rồi. Sao? Em trai cô bé hả? À không, đó là một con gấu bông. Tên của nó là Alfie. Và đối với Annie thì nó cũng quý giá như em trai của cô ấy vậy đó. Mình đã hứa với cô ấy rằng sẽ tìm em trai của cô ấy, ý là sẽ tìm được con gấu bông đó trước khi Annie đi ngủ vào tối nay. Mình đã tìm khắp nơi nhưng mà không thể tìm thấy được. Mình không muốn phải làm cho cô bé thất vọng đâu. Scooby, đừng khóc nữa. Đội cứu hộ có thể giúp cậu mà. Thật sao? Tụi mình sẽ tìm thấy con gấu bông của Annie trước khi trời tối, không để cho cậu thất hứa đâu.
Chúng mình về rồi. Các cậu đã làm xong chưa? Mình là người hoàn thành đầu tiên. Thật tuyệt vời. Mình thật sự rất vui vì đã làm cho mọi người hạnh phúc. Kể từ bây giờ, cậu sẽ nhận nhiệm vụ tìm chủ sở hữu của tất cả những món đồ bị mất. Cái gì? Quá nhiều hả? Sao lần này Polly về trễ quá vậy kìa? Ừ đúng đó. Polly, cậu đã làm xong nhiệm vụ chưa? Nếu làm xong rồi thì tất cả các nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành. Xin lỗi, nhưng mà chúng ta còn một nhiệm vụ khác phải làm nữa. Xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta phải giúp Scooby giữ lời hứa với mọi người. Lời hứa của Scooby? Các cậu đến đây rồi, mình sẽ kể cho các cậu nghe. Hẹn gặp lại ở quảng trường nha. Được thôi. Tìm thấy thật sao? Scooby, đừng lo lắng. Chúng ta phải tìm một con gấu bông sao? Các cậu có thể giúp mình không vậy? Tất nhiên rồi. Nếu tất cả chúng ta đi tìm thì có thể nhanh chóng tìm thấy. Cảm ơn các cậu rất nhiều. Chúng ta cần phải tìm thấy trước khi trời tối. Không có thời gian nữa. Được thôi. Giờ chúng ta hãy chia nhau ra đi tìm gấu bông nào. Được thôi. Gấu bông hả? Không. Mình không nhìn thấy nó. Wow, nó đây rồi. Là hòn đá. Mình đã tìm khắp nơi, nhưng mà không tìm thấy. Không được, chúng ta phải tìm thấy nó. Không có con gấu bông là Annie không thể ngủ được đâu. Nếu như cô bé không thể ngủ vì mình thì mình không thể tha thứ cho mình được. Hả? Clinny? Hả? Polly? Mà có chuyện gì vậy? Tụi mình đang tìm con gấu bông của Annie. Gấu bông? Cậu có nhìn thấy không? Gấu bông, không, mình không nhìn thấy. Không sao. Mình thật sự rất muốn giúp cậu, nhưng bây giờ mình bận lắm, Polly. Không có sao đâu, cậu hãy tiếp tục hoàn thành công việc của cậu đi. Cảm ơn, Linny. Bây giờ tụi mình sẽ đi tìm con gấu bông. Mình hy vọng các cậu sẽ tìm thấy. Bye bye các cậu. Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ đi, xem chúng ta đã bỏ qua con đường nào. Nếu có người nhặt được con gấu bông thì sao? Nếu có người lượm được thì sẽ báo với trạm cứu hộ rồi. Đúng rồi, nhưng nếu vậy thì Jin đã gọi cho chúng ta. Vậy cũng đúng. Cuối cùng cũng xong, đúng là một ngày bận rộn. Hả? Gì đây? Hả? Tụi mình đang tìm con gấu bông của Annie. Hả? Con gấu bông? Thì ra mình đã lượm. Mình đúng là rắc rối mà. Cuối cùng, Scooby không phải là đàn ông nữa rồi. Vì mình đã không giữ lời hứa với Annie được. Scooby, cậu đừng khóc mà. Chắc chắn sẽ có cách thôi. Jin! Polly, mình có một tin vui. Tin vui gì vậy? Mình sẽ nói khi cậu đến đây. Nhớ dẫn theo Scooby nha. Scooby. Ta-da! Wow, đây là em trai của Annie. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mình lượm được ở trạm xe buýt, nhưng mà mình bận tới nỗi quên mất tiêu nó luôn.
Chúng mình đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy. Mình xin lỗi, nếu mình mang nó tới sớm hơn thì các cậu đâu phải tìm khắp thị trấn. Không sao đâu Cleany, nếu như cậu không giúp thì tụi mình cũng không tìm thấy nó. Thật không? Tất nhiên rồi, cảm ơn cậu rất nhiều Cleany. Và cảm ơn tất cả các cậu rất nhiều. Các cậu đã vì mình mà cố gắng đi tìm. Không có gì. Nè, Squinby à, sắp tới giờ đi ngủ rồi đó. Cậu nên đưa cho Annie đi. Được rồi. Annie, đã đến giờ đi ngủ rồi. Lên lầu đi. Dạ chưa mẹ. Hả? Squinby. Annie, em lên xe nhìn đi. Hả? Anh Phi có em nè. Squinby, cảm ơn. Hả? Cái này là gì vậy? Đây là món quà tặng cho em. Kể từ bây giờ em phải viết tên của em vào những món đồ của mình thì mới dễ tìm. Dạ được, em hứa mà Squinby. Bây giờ em sẽ có một giấc mơ ngọt ngào với Alfie rồi. Dạ. Em ra cửa em. Squinby, cảm ơn anh rất nhiều vì giữ lời hứa với em. Anh cũng cảm thấy vui mừng vì anh đã có thể giữ lời hứa với em.